Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Galak Nixon, sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu Scott Ritter cho biết trong trường hợp trao đổi tên lửa giữa Nga và Mỹ, Moscow sẽ chiếm ưu thế nhờ vũ khí hiện đại. Vị chuyên gia cho biết nếu một cuộc xung đột tên lửa nổ ra giữa Mỹ và Nga, Nga sẽ giành chiến thắng vô điều kiện bởi vì tên lửa của họ rất hiện đại. Chúng được thiết kế cho một cuộc xung đột hiện đại, nhưng tất nhiên, chúng tôi đang cố gắng tạo ra những loại tên lửa như vậy. Theo ông, tổ hợp công nghiệp quân sự và quân đội Mỹ không phát triển, chúng không thích ứng được với những xung đột cường độ cao sẽ xảy ra trong thế kỷ 21. Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng không có kế hoạch gây hấn nào đối với Mỹ và các nước khác trong liên minh Bắc Đại Tây Dương, đồng thời điện Kremlin nhiều lần lưu ý rằng ngược lại có hành vi phá hoại, hung hãn và tìm cách đối đầu. Theo thư ký báo chí của tổng thống khối này nhằm mục đích mở rộng sang không gian hậu Xô Viết và kích động xung đột gần biên giới Nga. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho rằng tầm bắn của tên lửa đạn đạo Nga đang gây nguy hiểm cho các nước châu Âu. Ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Tribune rằng, nếu nói về Ukraine, sự an toàn của người châu Âu đang bị đe dọa vì nước này nằm cách biên giới của chúng ta chỉ khoảng 1.500 km. Nếu Nga giành chiến thắng, chỉ mất một giây để Rumani, Ba Lan, Litva hay đất nước chúng ta bị mất an ninh. Trong khi đó, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine hồi tháng 4 cho biết Nga có khoảng 950 tên lửa chiến thuật và chiến lược với tầm bắn hơn 350 km. Ông Skibitsky ước tính trung bình mỗi tháng Nga sản xuất vài chục tên lửa. Ngoài ra, Tình báo Quốc phòng Anh cũng cho biết Bộ Tư lệnh Hàng không tầm xa của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã điều chỉnh tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101 để có thể mang theo hai đầu đạn riêng biệt, giúp tăng khả năng sát thương của loại vũ khí này. Tên lửa cải tiến này đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công tổng hợp vào các mục tiêu ở Ukraine hôm mùng 8 tháng 5. Trong vụ tấn công này, Nga dùng 55 tên lửa và hơn 20 máy bay không người lái nhắm đến những hạ tầng quan trọng ở 6 tỉnh của Ukraine, chủ yếu là các nhà máy điện. Vụ tập kích khiến nguồn cung điện của Ukraine càng thêm căng thẳng. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Anh, Nga luôn tìm cách nâng cấp, sửa đổi hệ thống và chiến thuật trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Ukraine. Điều này một phần do nhiều tên lửa của Moscow đã bị Kiev bắt bài và đánh chặn. Tờ Wall Street Journal đưa thông tin về trường hợp của binh nhất Ivan Pitmalivsky. Thời điểm lực lượng cứu hộ kéo thi thể vô hồn của Pitmalivsky ra khỏi một con sông ở rìa phía tây Ukraine, binh nhất này đã chế hẹn 7 tuần để trở lại tiền tuyến. Cái chết của Pit Malipsky khiến số trường hợp nam giới tử vong tại sông Tisa ở biên giới giữa Ukraine và Rumani trong thời gian gần đây tăng lên hơn 20 người. Nhiều người trong số họ lựa chọn bơi qua sông để trốn khỏi chế độ quân dịch bắt buộc của Ukraine. Theo Wall Street Journal, trường hợp của Pit Malipsky rất đặc biệt vì trước đó anh đã từ Slovakia trở về Ukraine để tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang. Pit Malipsky đã hoạt động trên tiền tuyến được 2 năm. Việc Piet Malitsky thay đổi quan điểm khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài phản ánh tình trạng căng thẳng mà quân đội Ukraine phải trải qua. Một thăm dò hồi đầu năm nay cho kết quả 63% nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine không sẵn sàng bước vào quân ngũ. 50% người được hỏi phản đối nỗ lực chiêu mộ binh sĩ mới. Một khảo sát khác cho kết quả chỉ có 10% số người được hỏi sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Tờ Wall Street Journal dẫn lời chính quyền Moldova Rumania và Slovakia, các quốc gia láng giềng Ukraine cho biết có khoảng 44.000 người Ukraine đã rời khỏi đất nước một cách bất hợp pháp, không bao gồm nam giới vượt biên sử dụng giấy tờ miễn nghĩa vụ quân sự. Theo phân tích số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu EU vào tháng 11 năm 2023, đài BBC của Anh phát hiện ra rằng khoảng 768.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi 18 đến 64 đã rời khỏi đất nước để đến EU một mình kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Con số này không bao gồm những công dân sống bên ngoài EU hoặc những người sống ở nước ngoài kể từ trước tháng 2 năm 2022. Một báo cáo vào tháng 2 của CBC News của Canada đánh giá rằng hầu hết nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều bị cấm rời khỏi đất nước. Nhưng theo quan chức từ bốn quốc gia có chung biên giới với Ukraine, hơn 25.000 người đã vượt biên trái phép bằng cách băng qua các rừng và sông thường vào lúc nửa đêm, đôi khi có sự hỗ trợ từ những kẻ buôn người. Những kẻ buôn người được cho là đang tính phí tới 15.000 đô la Mỹ để giúp nam giới Ukraine rời quê hương. Hơn 18.000 người khác đã bị Ukraine chặn lại khi cố gắng vượt biên, trong khi hàng nghìn người khác bị bắt tại các trạm kiểm soát biên giới với những tài liệu mà chính quyền Ukraine cho là giả mạo. Vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, Ireland đang chuẩn bị những bước đầu tiên hướng đến việc soạn thảo thỏa thuận an ninh song phương với chính quyền Kiev. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và Thủ tướng Ireland, Simon Harris, ở sân bay Shannon, Ireland trước đó một ngày. Tổng thống Zelensky đã quá cảnh sân bay Shannon hôm 13 tháng 7 trên đường quay về Ukraine sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington của Mỹ. Thủ tướng Harris cho hay đã có cuộc gặp tốt đẹp với ông Zelensky và hai bên thảo luận khả năng ký kết thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực giả phá bom mìn, năng lượng, hỗ trợ nhân đạo và an ninh thực phẩm. Ireland duy trì chính sách trung lập và không phải là thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương (NATO). nước này có mức chi quốc phòng thuộc hàng thấp nhất liên minh châu âu (EU) chỉ khoảng 0,2% GDP. bên cạnh đó, mặc dù Ireland là quốc gia có chính sách trung lập về quân sự lâu dài, nhưng đang đóng góp viện trợ không sát thương cho ukraine thông qua EU như giả phá bom mìn. Ireland dự kiến hỗ trợ nhiều hơn cho những nỗ lực của Ukraine nhằm đưa khoảng 20.000 trẻ em về nước. Số trẻ em này đã buộc phải di rời tới Nga và Belarus. Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh NATO cũng dành nhiều thời gian để nói về vấn đề Ukraine. Tại đây, các quốc gia thành viên đã đưa ra những cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, cũng như khẳng định con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược. Sau khi NATO ra tuyên bố chung, ngày 11 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các văn bản được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh NATO xác nhận rằng các quốc gia thành viên phản đối đối thoại và hòa bình. Ông khẳng định NATO là một công cụ đối đầu, không phải là một công cụ an ninh. Trong khi đó, Trung Quốc đã phản ứng mạnh khi NATO gọi mình là bên có vai trò quyết định trong cuộc xung đột của Nga ở Ukraine và cáo buộc nước này hỗ trợ vật chất, chính trị cho nỗ lực xung đột của Nga. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi NATO ngừng can thiệp vào chính trị nội bộ của Trung Quốc, ngừng bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc cũng như ngừng tạo ra hỗn loạn ở châu Á-Thái Bình Dương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc có lập trường công bằng và khách quan về vấn đề Ukraine. Trung Quốc ủng hộ lập luận của Nga rằng việc mở rộng NATO gây ra mối đe dọa cho Nga. Hồi cuối tháng 5, Thụy Điển cho biết nước này tạm dừng kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson nói rằng các đối tác phương Tây muốn ưu tiên chuyển giao tiêm kích F-16 cho Kiev trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tobias Binsram mới đây cho biết quyết định dừng kế hoạch liên quan tới Gripen đến từ Ukraine. Ông này nói, quyết định này được Ukraine đưa ra sau khi Kiev nhận thấy việc vận hành cùng lúc hai loại máy bay chiến đấu F-16 và Gripen là quá nhiều. Ông Binsram cho biết thêm, Thụy Điển sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine sau khi chương trình F-16 hoàn thành, nhưng các bước tiếp theo phụ thuộc vào Kiev. Dù vậy, ông Binsram cho rằng quyết định của Ukraine là có lý trong bối cảnh hiện nay và có liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất, số lượng máy bay F-16 còn sẵn để chuyển giao cũng như số lượng các quốc gia tài trợ ngày càng nhiều. Khía cạnh thứ hai là khó khăn trong việc vận hành máy bay chiến đấu. Thực tế với F-16 cho thấy quá trình này rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Mặt khác, nếu như với F-16 nhiều thành viên NATO có thể hỗ trợ huấn luyện phi công cho Ukraine, thì với Gripen việc huấn luyện sẽ chủ yếu do Thụy Điển đảm nhiệm. Ngoài Thụy Điển, chỉ có hai quốc gia khác vận hành tiêm kích Gripen là Cộng hòa Séc và Hungary. JAS-39 Gripen là máy bay chiến đấu đa năng, một động cơ hạng nhẹ do công ty quốc phòng hàng không vũ trụ Saab AB của Thụy Điển sản xuất. Gripen thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm 1988, được đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1996. Tiêm kích Thụy Điển được nhiều chuyên gia đánh giá là lựa chọn tốt hơn cho Ukraine so với F-16 do Mỹ sản xuất. Thiết kế có cấu trúc mở, gầm cao, hệ thống giá treo cứng và khả năng bảo dưỡng, sửa chữa ngay tại nơi hạ cánh mà không cần nhà xưởng Mang lại cho Gripen lợi thế chiến thuật lớn hơn nhiều so với F16. Gripen và F16 do General Dynamics, nay là Lockheed Martin phát triển có những khác biệt rõ rệt trong hệ thống điện tử hàng không. Gripen có bộ hệ thống điện tử tiên tiến bao gồm buồng lái kỹ thuật số tích hợp đầy đủ với ba màn hình đa chức năng, MFD lớn, màn hình hiển thị trên kính lái góc rộng, HUD và hệ thống điều khiển HOTAS. Kết cấu như vậy cho phép Gripen nhận thức tình huống tốt hơn và giúp phi công dễ dàng điều khiển hơn. Ngược lại, hệ thống điện tử hàng không của F-16 đã trải qua nhiều thay đổi theo thời gian. Các biến thể mới nhất, chẳng hạn như F-16V, có buồng lái hiện đại hơn. Với MFD màu, HUD nâng cấp và bộ điều khiển HOTAS tương tự như Gripen. Tuy nhiên, các mẫu F-16 đời đầu chỉ có bộ trang bị tiêu chuẩn. Điểm khác biệt chính nằm ở hệ thống radar. Gripen được trang bị radar PS-05A. Đây là radar sung Doppler đa chế độ, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao. F-16 tùy biến thể có thể được trang bị các radar khác nhau. Ví dụ, F-16V sử dụng AN APG-83 SABR, một radar mảng quét điện tử chủ động AESA cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi nâng cao so với các radar mảng quét cơ học trên các biến thể cũ. Hệ thống tác chiến điện tử EVK của Gripen và F-16 cũng có sự khác nhau. Gripen được trang bị bộ tác chiến điện tử tích hợp. Bộ EVK này được thiết kế để bảo vệ toàn diện máy bay trước một loạt các mối đe dọa F-16, đặc biệt là trong các cấu hình mới nhất, cũng có các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Chẳng hạn như AN, ALQ-213, tích hợp nhiều biện pháp hỗ trợ phòng thủ và đối phó khác nhau để nâng cao khả năng sống sót. Về cấu trúc, Gripen có thiết kế mở, cho phép nâng cấp và tích hợp các công nghệ mới dễ dàng hơn. Cách tiếp cận mô đun này đảm bảo máy bay có thể được cập nhật nhanh chóng để đáp ứng các mối đe dọa và yêu cầu hoạt động ngày càng tăng. Còn với F-16, chỉ có các biến thể sau này mới áp dụng kiến trúc mở tương tự, cho phép liên tục hiện đại hóa và tích hợp các khả năng tiên tiến. Cũng cần phải nhắc lại rằng, những chiếc F-16 mà Ukraine sắp nhận được sẽ chủ yếu là biến thể cũ. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, một trong những lý do quan trọng nhất khiến Gripen được đánh giá là phù hợp với Ukraine hơn F-16 là tiêm kích Thụy Điển có thể vận hành trên đường bộ mà không cần đường băng chuyên biệt như F-16.